hôm nay có nhiều cái đề lên sàn, đặc biệt là phi lao. Phi lao rất đẹp. Phi lao. Chắc một số bác cũng đang đi triển lãm ở trên Phúc Thọ, không biết có vui, chắc là rất vui, nhưng mà để mua được thì khó lắm bác, chỉ chơi thì sướng thôi, mua được khó. Mấy cây phi lao này thì thế nào? Cây cây to to kia. Đấy 3 triệu. Cây này. Hai cây này là cái này 2,5, cái này 3. Cây này, xăm núi này. Cây xăm núi đấy 3 triệu. Xăm quả. Cây, cây, à, con cây cây phi lao nhỏ nhỏ này. 1,5 triệu. Đấy, còn cây xăm núi kia. 3 triệu. Đấy, hỏi một thể em quay sau. Được rồi. Đấy. Còn mà thích thì đến lấy hoặc bảo lấy hộ thì tùy. Đôi phi lao này. Con này hay, con này đắt hơn tí là đúng rồi. Đắt hơn tí là đúng rồi. Này nhá, mình xa xa tí quá. Này. Rồi, 1, 2, 3, 4 cái phi lao. Rẻ tiền hơn nhưng mà chơi sướng hơn. Đấy, chỉ có cái chậu hơi xấu thôi. Để thấy sao? Đồng kia được cái chậu. Chắc chắc này chưa tỉa nên chưa nhìn rõ. Đây còn chắc nữa. Đây, tiếp tục trước vì là các bác hỏi giá nên tôi phải chạy ra hỏi giúp, vì là cũng đang đi làm nhưng mà nay rảnh tối được. Đang có quả. Ngày không biết ông lấy đâu mà về mà rất nhiều xăm núi. Cái này chắc chỉ 1,5 triệu, 2 triệu gì đấy. Đi một vòng một tí quay lại với cái phi lao kìa. Làm là ví siêu nhỏ, lá siêu nhỏ, à, siêu mini. Siêu mini. Đấy. Đấy. Mấy cây này bằng nhau, nhỏ nhỏ thôi.
Mấy cây nho nhỏ này thì thế nào? Đây, mấy cây lá nhỏ này. 3 triệu, 2 triệu. Đây luôn, nếu về đỡ phải hỏi lại không nhớ. Mau ra luôn. Mình có bán đâu mà lo. Ôi mẹ, con này củ to đấy. Đẹp đấy. Hàng mini. Mini siêu mịn. Đấy, hàng mini siêu đẹp. Đấy, mấy cây là hàn ấy hay nhỉ. Mới xuống lá cái này. Mấy cái này hôm trước quay rồi. Khế này bao tiền đấy? 8 triệu. Đẹp đấy nhỉ. Chậu đẹp rồi. Chậu ok rồi đấy. Để thế xa xa đi nhé. Đó. Rất đẹp. Cây mới về. Thank you.
mình chỉ có một cái vườn như thế này là ngon lắm rồi. Đó, nhà nó chật chật chỉ cần bao nhiêu cây thôi, từ giờ đến lúc nghỉ hưu chỉ cần bao nhiêu cây thôi. Đấy, không nhiều đâu các bạn, có gần chục mét vuông. Cảm ơn các bác nha, có gì cần tôi giúp liên hệ nha.